Hello. Hôm nay thì chào mọi người đã đến với video của mình. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu về một phần mềm mới, là phần mềm có tên là Notion. Nó là một phần mềm ghi chú. Mình thấy đợt vừa rồi nó cũng khá là phổ biến. Thì mình cũng chưa biết gì về phần mềm này cả nên là sẽ tìm hiểu từ đầu. Và cùng xem nó sẽ như thế nào nhé. Thì đây, khi mà mình gõ từ Notion ở trên Google thì nó sẽ ra như thế này. Đây. Thì khi mà gõ ra thì nó sẽ được định nghĩa ngắn gọn. Theo Wikipedia là nó là phần mềm ghi chú và phần mềm quản lý dự án được sử dụng để ghi chú quản lý công việc này, quản lý dự án, quản lý kiến thức và quản lý kiến thức cá nhân. Ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu và các trang đánh dấu để sử dụng trong công việc cá nhân và công tác. Có nghĩa là mình có thể cá nhân và công tác thì có thể là làm cá nhân hoặc là làm gì nhỉ? Cùng với người khác ấy. Thì đây, khi vào trang của Notion thì sẽ như thế này. Đây đây là trang chủ của Notion này. Mình sẽ thử xem nào. Và khi mà mình tìm trên các bài viết ở trên mạng thì họ cũng nói về Notion. Thì định nghĩa, theo một định nghĩa mà người ta kia định vừa nãy là mình đã đọc, kiểu định nghĩa có sẵn khi mà tìm được ấy, thì nó hơi kiểu Google gì kia. Thì ở đây người ta sẽ định nghĩa là Notion là một ứng dụng ghi chép giúp người dùng có thể dễ dàng lên kế hoạch, ghi chú, lập thời gian biểu. Tất cả những dữ liệu trên sẽ được lưu trữ vào cùng một không gian để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại khi cần. Thì trên trang chủ của Notion thì nó cũng có ngay câu là the most flexible tool for managing all your work. Hôm nay thì mình đang bị đau răng này, mình nói không được rõ lắm ấy.
Pháp âm không được rõ, cả tiếng Việt cả tiếng Anh. Thì ý nó là công cụ flexible, là kiểu linh hoạt nhất để có thể manage it, là mình đang lát quá kiểm soát kiểm soát hoặc là điều khiển tất cả công việc của bạn. Nó hơn là cả một file doc này, hoặc là một cái bảng biểu sắp xếp. Việc sắp xếp Notion thì bằng cách nào đó cũng là một cách nào đó thì cũng là giải quyết được cái vấn đề của bạn theo cách của bạn đó. Thì ở Notion thì mình có thể download về, đây nó sẽ có thể download được về các hệ điều hành như là iOS hoặc là Android, Mac hoặc là Windows, hoặc là nó sẽ như một cái web clipper, là một cái kiểu kiểu gì nhỉ? Đây thì mình sẽ đính, nó sẽ đính ở trên, kiểu kẹp cùng với trên một cái trang web của mình ấy, trang ví dụ như kiểu mình đang dùng Chrome thì mình sẽ đây install for Chrome này, nó sẽ mở cửa hàng tiện ích rồi mình thêm vào Chrome, mình sẽ add extension này. Thì đây nó đã được add vào Chrome của mình này. Thì mình có thể dùng bằng cách ấn vào cái icon này, hoặc là ấn phía phím tắt là Ctrl Shift và K. Đây mình sẽ Ctrl Shift K. Thì chắc là nó sẽ đây khi nếu mà dùng trên, chắc là do hiện giờ mình chưa có đăng nhập hay là cái gì ấy. Nó giới thiệu như này thì là khi mà dùng trên desktop này thì lưu chỉ với một click, mình chỉ cần ấn vào cái logo của Notion và lưu được các cái trang
mà mình lưu được cái bất kỳ trang mà mình đang lướt đấy. Hoặc là chọn điểm đích đến này, mình có thể add note, thêm note để ghi chú này, chia sẻ nó, hoặc là tạo thành một cái task, cái nhiệm vụ. Bất kỳ thứ gì thì cũng đều có thể được ngắn thẻ này, được assign là kiểu kiểu được phân công ấy, phân chia quy, nó sẽ nó sẽ được sắp xếp kiểu một cách kiểu nó sẽ được organize ý là được sắp xếp ấy, nó không bị lộn xộn ấy. Thì nó sẽ giữ những cái database để cho những cái dự án trong tương lai của mình. Còn đây thì là trên điện thoại thì mình cũng không dự định sử dụng này. Mình sẽ mới chỉ tìm hiểu trên máy tính thôi. Từ từ xem nào. Đây theo mình hiểu thì cái việc mà cái web clipper ấy thì nó sẽ kiểu dùng Notion như một cái web clipper này ấy, thì nó sẽ kiểu hỗ trợ trên những cái trang web như thế này, kiểu Wikipedia này, NYT, Twitter, Instagram, Pinterest. Mình sẽ quay lại này. Ở đây nó cũng có ghi là được tin dùng bởi đội ngũ của Pixar này, Travel Pub, Corner Shop, Spotify và Headspace. Thì ở đây nó giới thiệu là mình có thể tạo team mà không bị hỗn loạn lộn xộn ấy,
thì đây là mình có thể đây như này, mình nhìn thì nó sẽ kiểu mình sẽ có một cái mục to này, ở trong mục to thì nó sẽ có nhiều mục nhỏ, mỗi khi mà mình xong mục to thì mình lại ấn được tam giác này và thì nó sẽ lại thu gọn lại ấy. Đây thì là mình có thể kết nối với đội của mình này, nhóm của mình này, dự án và docs trên trong Notion. Bớt không biết nha. Đó. Thì cái kiểu việc lưu trữ như thế này thì người ta hay gọi theo kiểu là lưu trữ thành tầng tầng ấy. Thì trong một thư mục lớn nó cũng khá giống với cả ở trong các folder trên text, trên máy tính ấy. Mình cũng thể trong một folder thì mình sẽ có folder con này, rồi trong những thư mục con đấy thì mình lại tạo thêm ra được các thư mục khác nữa. Và đó thì việc này thì nó sẽ rất tiện. Với cái cấu trúc như thế thì có thể dễ dàng quản lý các ghi chép và thuận tiện hơn cho việc tìm kiếm. Kiểu ví dụ mình có một cái folder lớn tên là home này, xong rồi mình sẽ bên trong đấy ở đâu, cái gì không phải home đâu, cái này là admin in, chắc là kiểu công ty tên này như thế, thì trong ở đấy thì nó sẽ có cái gì new về mission vision employee director rồi company goal đó. Thì mình sẽ không bao giờ phải hỏi cái câu là context là gì.
Thì ý ở đây câu này mình cũng không hiểu, mình biết thì lắm, nhưng mà ý ở đây là thì việc kiểu dùng các dùng trên các wiki chắc là kiểu Wikipedia thì không hữu ích, và cái những cái tài liệu trôi nổi à kiểu cả các tài liệu trôi nổi cũng thế. Ở trong Notion thì các công việc hàng ngày và những kiến thức của người dùng ấy thì sẽ song song với nhau, vì vậy thì sẽ không bao giờ bị đánh mất đi cái context. Còn context thì ý ở đây là kiểu văn cảnh, ngữ cảnh ấy. Mình nghĩ thế. Mình có thể tự xây dựng được một cái workflow. Workflow là kiểu như là dòng chảy, không phải ý là tiến trình công việc mà mình muốn. Customize Notion to make it work the way you want it to. Just drag and drop to create the dashboard, website, doc or system you need. Nghĩa là sắp xếp Notion để có thể biến nó trở thành biến nó hoạt động theo cái cách mà mình muốn này, và chỉ cần drag kéo và thả những cái dashboard, trang web này, tài liệu hoặc là hệ thống mà bạn cần. Sẽ tìm xem dashboard này là cái gì nhé. Bảng điều khiển dữ liệu. Benefit from a global ecosystem of creators thì sẽ có cái lợi ích từ ý là sẽ có mình sẽ nhận được cái sự cái kiểu lợi ích là từ
từ một cái hệ thống toàn cầu của các nhà sáng tạo khác ấy, như kiểu là they get inspiration from thousands of community met templates integrations and events you never run for resources or support. Thì ý là mình sẽ kiểu có được cái cảm hứng từ hàng nghìn người của cái cộng đồng Notion đấy, tạo ra được các cái mẫu này. Integration là integration là gì nhỉ? Event thì là sự kiện này này, sự tích hợp, và mình sẽ không cần một cái nguồn hay là một sự trợ giúp nào khác nữa, như kiểu chỉ cần tham khảo ở trên cái community, Notion community là đủ rồi.
Mình vừa đi tìm đọc các bài về Notion. Thì đây tiếp theo mình kiểu nó sẽ được xây dựng cho, nó sẽ được tạo ra cái Notion này cho một kiểu không giới hạn người dùng ấy. Có thể dùng được cho cả một cái team, nhóm, đội. Notion sẽ giúp giải quyết vấn đề thường thấy hoặc là đặc trưng của các team, của tất cả các team. Thì mình nên bắt đầu với template này, mẫu này và sắp xếp modify sửa đổi nhỉ? Sửa đổi nó theo bất kỳ mà như là như bất kỳ mà bạn muốn đấy, theo ý muốn của bạn ấy. Xem template ở đây rồi này. Trước khi mà thử bắt đầu thử dùng Notion thì mình sẽ đọc về ưu điểm và nhược điểm của Notion nhé. Đầu tiên là ưu điểm thì đầu tiên ý thứ nhất là miễn phí, thì ưu điểm đầu tiên của Notion là hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân, và với những tính năng vượt trội cộng với việc miễn phí thì việc sử dụng Notion là hoàn toàn hợp lý. Ở đây là có ghi hẳn là miễn phí cho người dùng cá nhân đấy. Thế thì mình nghĩ nếu mà dùng theo team, theo nhóm ấy, thì có lẽ là sẽ phải mất phí như thế nào đó. Cái này thì chắc là với mình thì mình sẽ chỉ tìm hiểu về việc làm cho cá nhân thôi. Ưu điểm thứ hai là giao diện đẹp mắt. Giao diện của Notion thì khá đơn giản với tông tông màu đen trắng, nhưng tổng thể ứng dụng rất đẹp và mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Tiếp theo thì đồng bộ nhanh chóng. Tính đồng bộ là một trong những điểm quan trọng mà kiểu khiến cho nhiều người sẽ quyết định sử dụng Notion. Bất kể dù là mình sử dụng cái ứng dụng này, Notion này trên nền tảng nào như là Android này,
iOS hoặc là Windows thì cũng chỉ cần dùng kiểu tất cả những trên những cái nền tảng đấy mình đều dùng chung một cái đều dùng chung một cái tài khoản ấy thì nó sẽ đều đồng bộ như nhau này, dữ liệu sẽ được đồng bộ ngay lập tức trên cùng các thế chỉ ngay sau khi mà mình chỉnh sửa xong. Tùy biến đa dạng thì với Notion thì mình có thể dễ dàng tạo ra một không gian ghi chú theo phong cách riêng của mình với những icon màu sắc rồi cách sắp xếp dữ liệu theo ý mình. Tiếp đến thì là tìm thông tin một cách nhanh chóng. Thì như đã nói ở trên, cấu trúc của Notion giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm nhanh những ghi chép của mình này. Ngoài ra thì chức năng tìm kiếm nhanh cũng là một công cụ hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin của mình. Và tất nhiên thì tất nhiên thì khi mà mình dùng che còn sẽ có nhược điểm, có ưu điểm thì sẽ có nhược điểm. Đầu tiên thì khi mà sử dụng trên điện thoại sẽ có thể là gặp phải tình trạng soạn thảo rất chậm. Tiếp theo thì khi mà sử dụng Notion ở máy tính, nếu mà mình tắt trình duyệt web của mình đi thì đồng thời cũng sẽ tắt Notion. Thì đó sẽ là nhược điểm của Notion. Đấy thì người ta đang ghi như thế. Còn nếu mà muốn rõ hơn thì mình cũng phải đến lúc mà mình tìm hiểu sâu hơn vào ấy. Rồi thì vì sao mình nên sử dụng Notion để ghi chú? Vì nếu mọi người đang tìm kiếm cho mình một trung tâm là tất cả trong một thì kiểu cũng như hãng đã giới thiệu ấy. Đâu nhỉ? Mình sẽ quay lại trang chủ nhé. Vâng, đây là trang chủ rồi mà. Mình nhớ là có đọc ở đâu hãng có giới thiệu là kiểu all in one work ấy, workspace, nghĩa là tất cả trong một. Thì
ra, nhưng mà không nên làm việc tất cả trong một, thì có thể giữ tất cả các ghi chú này, tài liệu nhiệm vụ, dự án và nhiều nội dung khác trong Notion. Thì thực ra có rất nhiều các phần mềm khác cũng thực hiện cái việc này ấy. Kiểu nhưng mà Notion thì sẽ là dường như là một cái công cụ tốt nhất, tối ưu nhất. Và Notion cho phép mình kết hợp tất cả các loại dữ liệu, sắp xếp theo cách phù hợp. Và nó cũng Notion nó cũng đang tiếp tục thêm nhiều tính năng khác. Và từ những ưu điểm kể trên thì Notion là một ứng dụng xứng đáng có một vị trí ở trên điện thoại và laptop này. Với các chức năng hiện có thì Notion sẽ giúp mình làm việc dễ dàng và thuận tiện hơn với dữ liệu của mình. Và về theo mình xem thì giá của Notion là được đầu tiên thì Notion được cung cấp miễn phí này. Bạn sẽ nhận được 1.000 block lưu trữ và giới hạn upload 5 MB cho các file này. Và nếu nâng cấp lên gói personal thì sẽ trả 4 đô cho một tháng là tầm 92.000 này Việt Nam đồng. Thì mình sẽ có một số lượng các block và kích thước upload file và số lượng file có thể upload là không giới hạn, và cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ ưu tiên và lịch sử phiên bản này, cho phép đưa một block trở lại bất kỳ phiên bản nào trong vòng 30 ngày. Đây nó chính là cái phần price đó. Thì theo team thì sẽ 8 đô này. Thì đấy là Notion. Và ở bài tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn, đi sâu hơn và để xem bắt tay vào làm trên Notion sẽ như thế nào nhé.